Đầu tư hết chúng ta hãy nói tới cái công ty Mazars Thì công ty Mazars này là một công ty kiểm toán Và công ty kiểm toán này đó, cái đơn vị được mướn bởi sàn Binance là đến từ Nam Phi Thì nhiều bạn hỏi là tại sao sàn Binance sẽ mướn một đơn vị kiểm toán ở Nam Phi mà không mướn những cái đơn vị lớn hơn Để thường chia sẻ với các bạn Góc nhìn của Thuận là góc nhìn đến từ một trong những người mà làm việc cho Big Four, một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất toàn cầu. Như bạn có thể biết là khi mà Thuận bắt đầu cái kênh YouTube này đó là Thuận làm việc cho KPMG. Các bạn có thể biết là KPMG là một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất toàn cầu. Chúng ta có công ty KPMG, chúng ta có PricewaterhouseCoopers, chúng ta có EY hay là trước đây gọi là Ernst Young và cuối cùng là Deloitte. Đây là bốn công ty kiểm toán lớn nhất toàn cầu hiện tại và Thuận làm việc cho KPMG trước đây. Thì cái sự hiểu biết của Thuận, nên Thuận sẽ chia sẻ với các bạn về góc nhìn từ một người đã làm cho Big Four Thì uh, các bạn có biết là Thuận làm việc cho KPMG là làm trong cái lĩnh vực gọi là advisory, có nghĩa là tư vấn Thuận không có làm trong cái khâu kiểm toán trong khi đó có ba thầu tổng cộng thứ nhất là tư vấn thứ hai là kiểm toán thứ ba là về thuế thường làm cho cái khu tư vấn thì về cái cách hoạt động của kiểm toán thường cũng rất là hiểu các bạn tại vì làm công ty KPMG tới 4 năm lần thì KPMG đó là một công ty lớn họ không có phải là lúc nào cũng nhận những cái việc làm ăn đâu giống như các bạn là một công ty đi các bạn muốn mời KPMG tới kiểm toán không phải là các bạn trả tiền là họ sẽ đến đâu thường đó những công ty lớn như này đó họ chỉ nhận những cái vụ lớn mà thôi thì cũng rất đơn giản các bạn tại vì những cái công ty lớn họ trả cái chi phí cao và những công ty lớn đó họ chỉ kiểm toán cho những công ty lớn mà thôi và thêm vào đó là những cái công ty lớn thì họ sẽ có cái độ an toàn cao hơn thay một cái công ty nhỏ cho nên những cái công ty như là KPMG, Deloitte, EY, PwC đó Thì mỗi lần mà họ nhận một cái dự làm ăn nào thì họ sẽ kiểm tra cho kỹ coi coi là Cái công ty này đó có vấn đề hay không mà lỡ như mà công ty này có rủi ro cao mà có sự kiện gì đó xảy ra Thì đương nhiên nếu như mà KPMG là cái công ty đứng ra kiểm toán thì sẽ bị quả lây đó các bạn Và một trong những ví dụ điển hình là các bạn hãy nhớ là cái công ty Enron trước đây Cuối cùng đó Enron là một chuyên công ty mà họ đã lừa đảo tài liệu kiểm toán của họ và cuối cùng đó Enron phá sản kéo theo công ty Arthur Anderson các bạn đã nhớ lúc đó Arthur Anderson cũng là một trong những công ty kiểm toán nổi tiếng toàn cầu sau cái vụ Enron thì Arthur Anderson cũng như là xong luôn đó các bạn chúng ta bây giờ không còn nghe nói Arthur Anderson nữa cũng có thể thấy được là chỉ cần nhận sai một vụ thôi thì có thể là hủy hoại cả danh tiếng của một công ty kiểm toán và đối với công ty kiểm toán đó danh tiếng cực kỳ lớn cho nên trước hết thuận thì không biết Binance đã từng liên hệ với những công ty lớn hay là chưa nhưng mà cho dù liên hệ đi nữa thông cảm thấy được là cái bộ phận quản lý rủi ro của những công ty lớn đó thì sẽ không có dễ dàng nhận cái sự kiện của sàn binance đâu tại vì khi mà đi vào một cái lĩnh vực mới như vậy đó nếu như mà họ làm gì sai hay là họ kiểm toán xong mà binance gian lận hay gì đó dẫn đến là công ty bị phá sản thì sẽ kéo theo cả cái công ty kiểm toán luôn các bạn cho nên không phải là các bạn muốn mướn Big 4 là các bạn muốn được, cho nên có một số bạn comment nói là tại sao mà Binance là một sàn mà có tiền thì sao họ không muốn Big 4 Câu trả lời đơn giản nhất thường có thể nghĩ đến, tuy nhiên nó không biết là họ đã có kiếm Big 4 hay chưa Nhưng mà chỉ có kiếm đó, thì thường nghĩ là Big 4 cũng sẽ không nhận đâu Tại vì bây giờ đối với lại thị trường crypto này đó, thì nó còn có nhiều cái luật không rõ ràng Cho nên không thể nào mà áp dụng những cái cách kiểm toán thông thường được và chúng ta thấy được là công ty màzo là công ty cuối cùng mà đã nhận cái vụ này của sàn binance và công ty này đó không phải là duy nhất nhận cái vụ này của sàn binance mà công ty này là cái công ty cũng đã kiểm toán cho công ty kucoin cool các bạn thấy được là kucoin cool cũng đã sử dụng công ty Mazars và gần đây hơn đó các bạn thấy được là thuận chia sẻ thông tin new -one crypto com thì họ cũng sử dụng công ty Mazars đó các bạn Mazars là công ty mà hầu như những sàn bây giờ sử dụng có thể là họ có một cái cách chấp nhận rủi ro cao hơn những cái công ty kiểm toán khác cho nên bây giờ họ là cái công ty kiểm toán đứng đầu trong lĩnh vực crypto cũng có thể họ nhận rất nhiều những cái vụ kiểm toán như vậy chứ không phải là cái vụ của Binance không và đương nhiên crypto chỉ là một phần nhỏ của công ty mà do thôi các bạn các bạn có thể là không biết công ty của cựu tổng thống Trump đó, đây là cái công ty cũng đã kiểm toán cho công ty cựu tổng thống Trump nhiều năm các bạn. Ở đây là tài liệu các bạn nhìn trên màn hình cho đến năm 2021. Nó có một cái sự lùm xùm giữa công ty của cựu tổng thống Trump và mà do nhưng mà đây cũng là một công ty đại diện cho Trump Organization một thời gian dài. Và bây giờ câu hỏi là công ty mà do này đó có đáng tin cậy hay không? Thì nếu chúng ta nhìn vào Wikipedia đó thì công ty mà do này là công ty mà có trụ sở ở Paris có nghĩa là đây là công ty của pháp các bạn và công ty này đã có từ năm 1945 đây là một công ty mà có tổng cộng là 42.000 nhân viên và có mặt trên 90 quốc gia lận. nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái lá thư đến từ công ty mà đó chúng ta sẽ nhìn vào cái lá thư này các bạn sẽ thấy được là cái nơi ký tên đó thì để là South Africa có nghĩa là Nam Phi thì nhiều bạn hỏi là Thuần Dược chia sẻ đây là công ty ở Pháp tại sao mà cái lá thư được ký tên ở Nam Phi thì cũng dễ hiểu tại vì đây là một cái công ty hoạt động trên 90 quốc gia các bạn họ có trụ sở trên 90 quốc gia lận và khi chúng ta nhìn bên dưới này Wikipedia đó, họ có trụ sở ở Úc, ở Trung Quốc, ở châu Âu và đương nhiên các bạn thấy được bên dưới này đó là họ có trụ sở ở Nam Phi và trụ sở Nam Phi đó là một trong những cái trụ sở lâu nhất các bạn thấy được là ở Nam Phi và trụ sở này đã, có mặt từ những năm đầu 1950 các bạn. Đây là một cái trụ sở có tới 1.000 nhân viên, 73 partners và tới 25 giám đốc và đây là một cái trụ sở mà có tới 10 văn phòng ở Nam Phi lận. Thì cái mà Thuận muốn nói đây với các bạn đó là công ty mà do này nếu như mà các bạn hỏi Thuận đó thì Thuận thực sự cũng mới biết công ty này mà thôi sau những cái đợt kiểm toán gần đây liên quan tới crypto. Nhưng mà nếu như các bạn hỏi Thuận thì công ty này đó nếu như mà nói lớn như big four thì đương nhiên là không phải rồi nhưng mà nếu nói nhỏ cũng không phải đâu các bạn và công ty này nếu nói là một công ty mới thì cũng không phải luôn đây là công ty đã có mặt rất lâu đời rồi còn về việc mà tại sao mà sàn binance làm việc với lại cái chi nhánh ở nam phi thì không biết bên trong công ty mà do hoạt động như thế nào nhưng mà đối với những cái công ty kiểm toán thông thường đó như là công ty KPMG thì mỗi một đơn vị KPMG đó là nó hoạt động cho một cái dùng nào đó ngay cả khi mà chúng ta nói tới trong Hoa Kỳ thì KPMG ở Hoa Kỳ đó cũng có nhiều văn phòng khác nhau và những văn phòng đó họ sẽ quản lý một khu các bạn giống như là các bạn ở Los đi thì thường các bạn sẽ làm việc với lại công ty kiểm toán KPMG nhưng mà nó có chi nhánh ở Los chứ không phải là công ty ở New York các bạn vì những lý do đơn giản thôi tại vì nó gần hơn và các bạn có thể trao đổi dễ dàng hơn. Còn về quốc tế đó thì thường nếu như các bạn là một công ty nước Anh thì các bạn sẽ không có mướn KPMG ở Hoa Kỳ để mà kiểm toán đâu, tại vì các bạn sẽ kiếm công ty KPMG ở nước Anh tại vì họ là cái nơi gần hơn với các bạn và họ hiểu phong tục cũng như là họ hiểu cái cách kiểm toán luật của nước Anh cho nên vì lý do đó đó nghĩ là những công ty như là Mazda cũng hoạt động tương tự gì mà thôi khi mà các bạn muốn kiếm kiểm toán thì Mazda sẽ nói với các bạn là đối với lại cái chỗ các bạn đang ở thì cái chi nhánh gần nhất là chi nhánh nào thì đó có thể lý do tại sao thuận thì đương nhiên không biết được Mazda thực sự như thế nào nhưng mà đó là cái suy nghĩ của thuận theo kinh nghiệm mà thường làm việc cho KPMG đó là cái điều đầu tiên liên quan tới Mazars nhưng mà nhiều người đã thực sự là cái sự uh, nghi ngờ không phải là đến từ công ty Mazars mà cái sự nghi ngờ của họ là việc công ty Mazars được mướn bởi Binance thì cái điều mà sàn Binance cần họ làm đó nó quá là hạn hẹp có nghĩa là nó không chứng minh được nhiều điều để thường chia sẻ thêm chi tiết với các bạn các bạn thấy được là trên màn hình đó, thì có một cái uh, Twitter mà nhiều bạn cũng hay uh, dùng những cái tweet này để mà hỏi Thuần có thật hay không. Thì đầu tiên hết đó, trên channel Thuận Capital thì rất ít nói xấu ai lắm các bạn, nhất là những người trong thị trường crypto này. Nhưng mà đối với Thuận, đây là suy cá nhân mà thôi, Thuận thì không bao giờ tin cái Twitter at well choice hay là Mr. Well các bạn. Đây là một trong những cái Twitter mà đối với Thuận đó đã rất nhiều lần, rất nhiều lần chuyên dùng để mà tung tin giả, tung tin gây lo lắng. Thuận không biết người đứng sau lưng Twitter này là ai và có mục đích gì, nhưng mà lúc nào cũng như vậy, nếu như các bạn theo dõi, cái Twitter này các bạn thấy được là lúc nào cũng tung tin xấu cho trường crypto. Và những tin giả đó thì sẽ bị xóa đi khi mà mọi người bắt đầu chỉ trích Mr. Well. Cho nên đây là một cái Twitter mà thường không có lòng tin các bạn. Cho nên những bạn nào mới tham gia thì các bạn có thể thấy được đây là một cái Twitter mà nhiều người theo dõi. Các bạn cũng nên cẩn thận. Tại vì đây là một Twitter mà đối thường đã từng tung rất nhiều tin giả. Và chúng ta thấy được là Mr. Well thì đã đưa ra một cái tweet mà cũng được nhiều người retweet. Và bên dưới này đó thì Mr. Well đã chụp lại cái tấm tài liệu mà được chia sẻ bởi mà do thuận vừa nói với các bạn đó cái tờ mà thông báo dài năm trang thì Mr. Well nói bên trên này <laughs> là Binance đã fail có nghĩa là đã thất bại khi mà audit nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái tài liệu được chia sẻ Mr. Well đó thì người này đã chỉ ra một số những cái điểm nhưng mà khi các bạn đọc tất cả những cái tài liệu này đó thì không có chỗ nào nói là Binance sẽ thất bại về cái việc là kiểm chứng cái số lượng tài sản hết. Cái mà chúng ta thấy đây là cái cách kiểm chứng này là một cái cách kiểm chứng nó gọi là AUP hay là agree upon procedures. Đây có nghĩa là một cái cách mà kiểm chứng tài sản dựa theo thỏa thuận của hai bên. Nói cách khác là sàn Binance mướn công ty Mazar rồi hai bên ngồi xuống bàn bạc Coi là bây giờ sàn Binance muốn chứng minh cái số lượng Bitcoin của mình. Thì uh, hai bên thỏa thuận coi cách nào là cách tốt nhất để chứng minh cái số lượng tài sản Bitcoin của sàn Đây là cái cách hiểu đơn giản nhất. Và nhiều người đó giống như các bạn thấy được là trong cái uh, bài đăng này từ Mr. Well đó. Thì nói là đây là một cái sự che đậy. Tại vì đây là một cái cách uh, kiểm toán không có thông thường. Và thật sự agree upon procedure cũng không phải là kiểm toán chính thống. Thì cái đó là sự thật các bạn. Cho nên các bạn thấy được những cái thông tin mà nó gây cái sự lo lắng đó tại sao mà nhiều lo lắng tại vì nó có một phần vừa thật nhưng mà vừa thiêu dệt nó có cả hai luôn tôi không chia sẻ cái phần thật và cái phần thiêu dệt như thế nào khi mà chúng ta nhìn vào cái chỉ trích không phải Mr. Well đâu có một số bài viết cũng nói tương tự như vậy nói là đây đó là một cái cách kiểm chứng tài sản mà nó không có rõ ràng và đây cũng không có phải là một cái kiểm toán chính thống hay là một cái sự đảm bảo gì đến từ sàn Mazda hết thì đây là sự thật cho nên thông mới vừa chia sẻ của bạn là những cái thông tin gây lo ngại bây giờ đó nó có phần thật có phần thiêu dệt cho nên mới gây ra cái sự lo lắng cao như vậy để thông chia sẻ thêm với các bạn thì khi mà chúng ta nói tới cái cách mà kiểm chứng agree upon procedure hay là AUP này đó là một cách kiểm chứng không phải là sàn Binance chế ra hay là mà do chế ra các bạn đây là một trong những cái cách mà kiểm chứng đã được sử dụng và vẫn đang được sử dụng hiện bây giờ trong Thị trường kiểm toán. Khi mà chúng ta nhìn vào những định nghĩa đi, các bạn thấy được là khi mà một khách hàng nào đó đến nhờ một công ty sử dụng Agree Upon Procedure, nghĩa là kiểm chứng theo thỏa thuận của hai bên, một khách hàng mời một công ty kiểm toán đến nhưng mà chỉ mời công ty kiểm toán đến để nhìn một phần nào đó của tài chính mà thôi và cái công ty kiểm toán chỉ đơn giản sau khi mà nhìn cái phần đó rồi họ đã kiểm tra rồi họ sẽ đưa ra cái thông báo cuối cùng là những gì mà họ thấy dựa theo những cái tài liệu mà cái công ty chính cung cấp chứ họ không có đưa ra đảm bảo hay là họ không có đưa ra bất cứ một cái suy nghĩ gì liên quan tới những tài liệu mà họ thấy đây là một trong những cái cách kiểm toán mà họ sử dụng trong những trường hợp nhanh cho bạn giống như là các bạn là một công ty mà bây giờ các bạn đang chuẩn bị mua lại công ty khác thường đó thì các bạn đâu có thời gian để mà kiểm toán đầy đủ đâu kiểm toán đầy đủ có thể tốn tới là mấy tháng trời lần thì các bạn chỉ có thể kiểm toán nhanh mà thôi thì kiểm toán nhanh đây là một cách hiểu đơn giản các bạn chỉ cần giống như là bây giờ tôi muốn mua lại công ty b đi thì bây giờ công ty b nói là một năm thu nhập là 4 tỷ tôi chỉ cần công ty kiểm toán cho tôi biết là những tài liệu mà công ty đưa ra đó có đủ để ít nhất chứng minh là công ty kia có thu nhập 4 tỷ hay là không thì công ty kia đó thì sẽ đưa ra những tài liệu không cần phải giao hết tất cả chỉ giao đủ tài liệu để chứng minh là công ty đó có thu nhập hơn 4 tỷ rồi sau đó công ty kiểm toán sẽ nói là đây không phải là một cái bài kiểm toán đầy đủ chỉ đơn giản là họ nói là họ thấy thu nhập của công ty kia đó dựa theo những tài liệu thì có 4 tỷ trong đó đó là cái cách mà hiểu đơn giản như thế này thì đối với sàn Binance họ mướn cái công ty mà do này thì cũng vì một mục đích là bây giờ đó không phải mướn để mà tới để cho công ty mà do này chứng minh là sàn Binance thu nhập bao nhiêu lời lỗ bao nhiêu hay là còn bao nhiêu tiền trong nhân khố mà chỉ đơn giản là họ mướn công ty mà do này để chứng minh là cái số lượng tiền trên sàn là bao nhiêu cái số lượng tiền họ nợ khách hàng là bao nhiêu cho nên đây gọi là một cái bài kiểm tra hay là kiểm chứng theo yêu cầu và thỏa thuận với khách hàng và khi các bạn uh, lên trên những trang web đó các bạn có thể tìm thấy định nghĩa chính thức của AUP này thì các bạn thấy được là ở đâu nó cũng để tương tự như vậy đó đây là một cái kiểm chứng rồi sau đó đưa ra những gì mà cái người uh, kiểm toán thấy mà thôi chứ không có đưa ra một cái kết luận hay là đưa ra cái đảm bảo nào hết các bạn thấy được là đây là những từ ngữ mà sử dụng rất là thông thường và đương nhiên EUP này cũng là một trong những cái dịch vụ mà ngay cả KPMG cũng cung cấp cho khách hàng cho nên nếu nói là EUP này là một cái dịch vụ nào đó nó có cái sự mờ ám thì không hẳn đâu vì nhiều lý do người ta không muốn là kiểm tra toàn bộ và đương nhiên đây là một cái kiểm tra một phần của tài chính mà thôi không phải kiểm tra tất cả cho nên trên những cái tài liệu khi mà kiểm tra xong đó họ đều có những cái từ ngữ tương tự đây là kiểm tra một phần mà thôi và không phải là kết luận cũng không phải là đảm bảo cho nên chúng ta thấy được là ở trên tờ chia sẻ bởi mà do cũng có những tài liệu tương tự nó cũng thông thường mà thôi các bạn ngay cả Mr. Well đưa ra những cái thông tin này đó nó cũng không có gì gọi là bất ngờ tại vì đương nhiên đây không phải là một cái bài kiểm toán đầy đủ đây là một phần mà thôi thì đương nhiên trên đây họ sẽ để những cái câu nói tương tự như vậy đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây không phải là công ty nào sử dụng cái cách kiểm toán này cũng có vấn đề hết họ dụng cái kiểm toán này tại vì họ muốn nhanh hơn và không cần phải kiểm tra tất cả thì cái câu hỏi mà thông cảm thấy là nó hợp lý hơn thì tại sao mà sàn binance lại không mướn công ty mà do để cho công ty mà do kiểm tra tất cả hay là nhiều người nói là tại sao công ty mà do không kiểm tra đầy đủ mà đưa ra một cái kết luận nó không có đầy đủ như vậy thì công ty mà do là công ty họ làm ăn mà các bạn công ty Binance là cái khách hàng mướn họ nếu khách hàng mướn họ chỉ đi kiểm tra coi là sàn còn thiếu bao nhiêu và sàn có bao nhiêu tài sản thì họ chỉ làm như đó mà thôi nếu như mà sàn Binance không cho tiền thì họ đâu có rảnh đâu mà kiểm tra tất cả các bạn cho nên cái vấn đề không phải là công ty kiểm toán mà do họ chỉ làm thử khách hàng mà thôi thì có thấy nhiều bạn nói là đây cũng chứng minh được là sàn Binance có gì đó mờ ám vì họ không mong muốn là kiểm toán đầy đủ. Nếu như các bạn là một công ty trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ đó thì mỗi một năm các bạn phải kiểm toán đầy đủ. Còn nếu các bạn là công ty mà không trên sàn chứng khoán thì không cần phải kiểm toán đầy đủ. Cho nên mới có nhiều cái cách kiểm toán khác nhau các bạn. Còn về việc là có phải sàn Binance không có mướn mà do để mà kiểm toán đầy đủ là một dấu hiệu mờ ám hay không thì cũng không hẳn đâu các bạn cái mà thuận suy nghĩ đến đương nhiên đây là chuyện cá nhân của thường mà thôi thường không biết là công ty binance đã từng hỏi công ty bazo để có một bài kiểm toán đầy đủ hay chưa tại vì nếu như chúng ta nói tới kiểm toán đầy đủ đó thì cái câu hỏi kế tiếp của thuận là thị trường crypto này còn quá mới thì kiểm toán đầy đủ là dựa theo tiêu chuẩn gì đó là cái câu mà thường không có câu trả lời các bạn giống như chúng ta nói tới kiểm toán đầy đủ ở hoa kỳ thì các bạn biết là nếu chúng ta nói tới là kế toán các bạn sẽ có những cái quy định như là giáp đây là một cái quy định là các bạn phải lưu lại tài sản các bạn phải lưu lại chi tiêu cũng như là thu nhập như thế nào theo cái quy định của kế toán rồi sau đó kiểm toán sẽ kiểm tra cái cách các bạn làm có đúng quy định hay là không hay là chúng ta thấy là có những cái luật như là Sarbanes-Oxley là những cái luật cặn kẽ hướng dẫn những cái người mà kiểm toán đó làm sao để có thể chứng minh được là một công ty họ có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tài sản, thu nhập bao nhiêu rồi công báo thông tin đó cho những cổ đông. Đây là những cái luật rõ ràng trong ngành tài chính nhưng mà các bạn thì nếu chúng ta nói về crypto thì hiện bây giờ thường không biết đến bất cứ một cái tiêu chuẩn kiểm toán nào hết. Thì có thể là tại vì bây giờ cũng không có tiêu chuẩn kiểm toán cho nên nếu muốn thì mà do cũng không thể nào mà nói là dựa theo tiêu chuẩn kiểm toán ABC bây giờ sàn bài là không vấn đề gì đó cũng là một lý do đó các bạn thôi chỉ có thể chia sẻ những cái sự hiểu biết của thuận mà thôi chúng ta chỉ biết là bây giờ mà do đó chỉ đưa ra cái tài liệu sau khi họ kiểm tra là sàn Binance có bao nhiêu BTC còn về tại sao mà sàn Binance và công ty mà do không có tiếp tục làm một cái bài kiểm toán đầy đủ thì có nhiều lý do thường không ai nào biết được thường mới vừa chia sẻ một lý do với các bạn đó là cái đầu tiên yo yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it Fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got